vác cờ. Được sử dụng khi diễu hành, khi đưa cờ vào làm lễ chào cờ, duyệt đội, đón đại biểu. Từ tư thế cầm cờ nghiêm chuyển sang tư thế vác cờ. Tay phải cầm cờ dương lên trước mặt, tay thẳng và vuông góc với thân người, cán cờ dựng thẳng đứng. Tay trái nắm cán cờ dưới bàn tay phải khoảng 30cm, tay phải di chuyển xuống, nắm sát đốc cán cờ, đưa thẳng ra phía trước nghiêng với mặt đất một góc khoảng 45 độ, tay trái đặt cán cờ lên vai phải. Điều chỉnh cánh tay trái sao cho vuông góc với cán cờ. Từ tư thế dương cờ chuyển sang tư thế vác cờ. Tay phải đẩy đốc cán cờ ra phía trước, tạo với mặt đất một góc khoảng 45 độ. Tay trái đặt cán cờ lên vai phải. Điều chỉnh cánh tay trái sao cho vuông góc với cán cờ.